Nasi lemak là món cơm sáng truyền thống của người Malaysia. Nasi có nghĩa là cơm và lemak thì là dầu hoặc là béo ngậy. Món cơm nasi lemak là cơm được nấu với nước cốt dừa và lá dứa nên có độ ngậy và thơm nhất định. Cơm dừa thơm ăn kèm với sốt samba, mắm ruốc chưng truyền thống của người Malaysia, cùng với cá cơm chiên và trứng luộc, dưa chuột và lạc rang. Đơn giản thế nhưng không kém phần hấp dẫn. Ngày nay thì không chỉ buổi sáng, nasi lemak được phục vụ cả trưa và tối. Thay vì trứng luộc thì người ta có thể thêm trứng rán hay là gà rán cho đa dạng. Do bởi món cơm này vô cùng phổ biến trên đất nước Malaysia, nên một công ty chuyên sản xuất bao cao su ở quốc gia này đã quyết định sản xuất loại bao cao su có mùi cơm nasi lemak. Công ty sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới Carex có doanh thu 77 triệu đô la Mỹ, thường xuyên đưa ra những loại bao cao su độc đáo. Từ những bao cao su có mùi nho, sầu riêng, hãng đang lên kế hoạch sản xuất các loại bao cao su có mùi cơm nasi lemak. Người Malaysia có sự phân chia theo quan điểm chính trị, vùng miền và tôn giáo, nhưng tất cả đều ưa thích một món ăn, đó là món nasi lemak. Vì thế tôi muốn dùng món ăn để gắn kết mọi người lại với nhau. Carex Berhad bắt đầu như một doanh nghiệp gia đình chế biến cao su nửa cuối những năm 80. Nắm bắt thời cơ khi đại dịch HIV lan rộng, công ty chuyển hướng làm bao cao su với công suất sản xuất chỉ 60 triệu bao cao su mỗi năm. Carex cũng là nhà sản xuất đi đầu trong sáng tạo. Bao cao su có gai hương sầu riêng là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của hãng. Ngoài ra, công ty này còn có bao cao su phát sáng trong bóng tối, bao cao su họa tiết hình xăm và nhiều loại mang mùi hương thực phẩm như bánh quy, chuối, bạc hà.